Thằng nhãi kia, mày câm mồm, đừng có mà gọi linh tinh, cô ta không phải mẹ mày. Thời khắc nghe thấy giọng nói của lão Triệu Nha vang lên, tôi nhìn vào lão, gằn giọng lên tiếng. Ông nói cái gì? Lông mày của lão Triệu Nha hơi nhíu lại. Ai nói với mày Bạch Cương đó là mẹ mày? Thứ này chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay nhà họ Lâm chúng mày, một người phụ nữ khổ mệnh. Lời của lão Triệu Nha giống như chiếc búa nặng trình trịch, mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến nó gần như ngừng đập. Tôi nói như gào lên với lão Triệu Nha. Ông nói bậy, ông biết gì mà nói, ông đừng có lừa dối tôi. Nhãi con, mày tin hay không thì tùy. Lúc này, lão Triệu Nha hừ lạnh một tiếng, hình như cũng chẳng muốn tiếp tục giải thích với tôi. Ngay sau đó, ông quay đầu sang phía mẹ. Còn không ra tay, chỉ cần giải quyết hai người trước mắt này, chúng tôi mới có thể giúp cô tìm con cho cô. Giây phút này, sau tiếng nói lạnh lẽo của lão Triệu Nha, tôi nhìn thấy thân người của mẹ khẽ run lên một cái. Trên cơ thể bắt đầu toát ra một tầng sương khói màu đen dày đặc. Hơn nữa, những tràng tiếng kỳ lạ cũng bắt đầu phát ra từ sâu trong nơi cổ họng của mẹ, cả người tôi bắt đầu run lên lẩy bẩy. Nhưng lúc này tôi vẫn không muốn từ bỏ. Mẹ, mẹ đừng có nghe ông ta nói bậy, ông ta muốn lợi dụng mẹ đấy. Tôi nhìn mẹ, run rẩy lên tiếng, mẹ đã chết rồi, thậm chí còn biến thành bộ dạng này. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn giúp mẹ kết thúc hoàn toàn tất cả những đau khổ, chứ không muốn nhìn mẹ bị người khác lợi dụng. Nhưng lời nói của tôi lại không hề có tác dụng gì với mẹ. Đột nhiên, miệng mẹ mở lớn, một dòng máu đen trực tiếp phun ra từ trong miệng của mẹ. Thời khắc dòng máu đen đó phun ra, tôi cảm thấy trước ngực của mình truyền đến một luồng khí vô cùng mạnh mẽ, đẩy cả người tôi ngã sầm xuống mặt đất. Hạ Vân ngay sau đó lập tức tiến lên trước mặt tôi, trên tay cô ấy xuất hiện một lá bùa. Tiếng lẩm nhẩm thần chú từ trong miệng cô ấy lập tức truyền ra. Thái thượng tinh đài, ứng biến vô đình, thiên địa chi linh, hỏa nguyên tụ hình, tôi phụng mệnh thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, hòa thần sắc chỉ. Lời trong miệng Hạ Vân vừa dứt, lá bùa trong tay cô ấy lập tức bay lên cao, trên không trung biến thành một ánh lửa màu đỏ, sau đó bay về phía dòng máu đen. Sau khi hai thứ đó va mạnh vào nhau, lập tức một tràng tiếng xì xì truyền tới. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy dòng máu, thiêu đốt dòng máu thành một làn khói đen. Đồng thời, Hạ Vân quay lại cắt lời với tôi. Anh lùi ra xa tí đi, tự mình cẩn thận một chút. Cả người Hạ Vân che chắn trước mặt tôi, cô ấy muốn một mình chống lại lão Triệu Nha và mẹ tôi ư? Tôi vội vàng bò dậy, muốn chạy lại giúp sức. Nhưng tức khắc, cả người tôi liền dính chặt tại chỗ. Không phải tôi sợ, mà là bởi vì lo lắng nếu tôi chạy lên phía trước, chẳng những không giúp gì được cho Hạ Vân, ngược lại còn gây phiền toái thêm cho cô ấy. Để coi, tao muốn nhìn xem, mày có thể chống cự được bao lâu. Lão Triệu Nha bên cạnh hừ một tiếng, thời khắc tiếng nói của lão vừa phát ra, lão nhanh chóng bay vụt về phía Hạ Vân. Lúc lão Triệu Nha đã sắp vung tay chạm vào người Hạ Vân, tôi nhìn thấy cô ấy nhanh chóng đưa một tay xuống phần hông, vuốt một cái. Một tiếng kiếm lanh lảnh phát ra từ không trung, lóe lên một tia sáng. Trên tay Hạ Vân xuất hiện một thanh kiếm dài. Hạ Vân nhanh chóng giơ thanh kiếm lên trước mặt lão Triệu Nha. Đối với binh khí đột nhiên xuất hiện trong tay Hạ Vân, lão Triệu Nha dường như có chút chưa kịp phản ứng lại. Khí thế hừng hực lúc đầu của lão bỗng chốc bị thanh kiếm trong tay Hạ Vân dọa tan biến hết đi. Ngay lúc này, mẹ tôi bỗng há to miệng phát ra một tiếng gầm, lập tức giơ cao đôi tay cứng ngắc, hướng về phía Hạ Vân. Nhìn thấy vậy, tôi hoảng hồn hô to lên. Hạ Vân cẩn thận! Nghe thấy tiếng hét của tôi, Hạ Vân lập tức lấy ra từ trong túi một lá bùa khác, trực tiếp ném lá bùa về phía mẹ. Lá bùa bay ngay lên không trung, phát ra thứ ánh sáng màu vàng kim, va vào người mẹ tôi. Một tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang lên, thân hình của mẹ trực tiếp bay ra xa. Trong lòng tôi chấn động dữ dội với tình cảnh trước mắt, bản lĩnh của Hạ Vân không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Nhưng giây tiếp theo, lòng tôi lại run lên một tiếng, không hay rồi, tôi nhìn thấy thân hình của mẹ đang không ngừng run rẩy. Mà lúc này cả khắp người mẹ, những luồng khí đen không ngừng tăng thêm, tôi cảm thấy hình như nhiệt độ xung quanh đều đã bị hạ xuống rất thấp, toàn thân trong nháy mắt lạnh đến mức nổi hết da gà. Luồng khí đen rất nhanh đã bay về phía Hạ Vân, mang theo một luồng khí không thể xem thường, cả tôi và lão Triệu Nha đều bị đẩy lùi ra sau. Bạch Cương, đây là uy lực của Bạch Cương. Tôi sợ rằng sức mạnh của Bạch Cương trên người mẹ vẫn chưa phát huy tối đa. Ha ha ha, con danh, Bạch Cương không dễ đối phó đâu, mày tự lo liệu đi nhé oát con. Tiếng cười đắc ý của lão Triệu Nha truyền tới. Mà lúc này những luồng khí đen kia đã tiến lại rất gần với Hạ Vân. Tôi để ý thấy thanh kiếm trên tay Hạ Vân khẽ run lên. Lập tức sau đó, Hạ Vân chém thanh kiếm về phía trước mặt, xuyên qua luồng khí đen. Chảm sát! Tiếng nói nhỏ như mũi kêu từ trong miệng của Hạ Vân vừa phát ra, tôi thấy từ trong thanh kiếm phát ra một luồng kiếm khí. Sau khi thanh kiếm chém vào luồng khói đen, không ngờ rằng luồng khói đen lại tiêu tan nhanh đến mức chóng mặt.
Trong lòng tôi vui mừng, nhưng giây tiếp theo, nụ cười của tôi lập tức vụt tắt, bởi vì có một bàn tay lập tức thò ra từ luồng khí. Bàn tay nhanh chóng đập lên người Hạ Vân, sắc mặt cô ấy ngay lập tức thay đổi. Thân thể Hạ Vân ngay sau đó như một chiếc diều bị đứt dây, trực tiếp bay về phía tôi. Lòng tôi vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy đến để giữ cô ấy lại. Nhưng chính vào thời khắc tôi chạm vào Hạ Vân, một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ lại truyền thẳng lên người tôi. Cả người tôi như bị va đập mạnh, trực tiếp ngã xuống đất. Cũng may Hạ Vân đã giữ vững được thân mình. Có điều ngay sau đó, tôi thấy Hạ Vân quỳ một gối xuống đất, trong miệng cô ấy phun ra một dòng máu tươi. Sắc mặt của cô ấy cũng trở nên tái nhợt, Hạ Vân bị thương rồi, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, trực tiếp chạy ngay đến bên Hạ Vân, quỳ xuống. Hạ Vân, cô sao rồi, có bị làm sao không? Hạ Vân im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng. Bạch Cương quả nhiên danh bất hư truyền, loại lực đạo này thực sự không phải là khủng bố bình thường. Lời nói kinh ngạc này của Hạ Vân khiến tôi vô cùng lo lắng. Bây giờ cô ấy bị thương rồi, đối phương trước mặt là lão Triệu Nha và mẹ đều rất mạnh, tôi lại không thể giúp đỡ được gì. Nhưng lúc này, mẹ tôi hình như chẳng chút hứng thú với tụi tôi, trực tiếp đưa mắt nhìn lão Triệu Nha. Con ta đâu? Đôi mắt của mẹ nhìn chân chân vào lão Triệu Nha, giống hệt với ánh mắt nhìn chúng tôi, không chút cảm xúc nào. Tôi cũng từ trong ánh mắt của lão Triệu Nha nhìn thấy một tia sợ sệt. Lúc này, lão ta vội vàng chỉ về phía quan tài của ông nội, lên tiếng. Con trai cô ở bên dưới, đào ngôi mộ này lên, cô có thể nhìn thấy con cô rồi. Tiếng nói của lão Triệu Nha vừa rơi xuống, cả người tôi phẫn nộ trực tiếp đứng thẳng dậy. Bên dưới quan tài quả là có thứ gì đó, không sai. Nhưng lão Triệu Nha lại cứ như thế mà dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt sự tín nhiệm của mẹ, từ đó muốn thông qua mẹ để diệt sạch chúng tôi. Khốn nạn, ông là thứ bỉ ổi vô liêm sỉ, tự thêu tự dệt. Lão ta rõ ràng đang lợi dụng điểm yếu duy nhất của mẹ là đứa con. Có điều lúc tôi vừa nói xong, lão Triệu Nha nhìn bọn tôi, ánh lên vẻ khinh thường, giọng nói u ám của lão truyền ra. Ta không nói dối, bị đè bên dưới cổ quan tài của ông nội mày, quả thực là con của cô ta. Đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm vào lão Triệu Nha, cảm nhận được từ trong mắt của lão, dường như lão thực sự đang nói thật. Lão ta lại lên tiếng với mẹ tôi. Cô trông chừng hai đứa kia, để tôi đào. Nhớ, thằng nhãi kia không được chết, bằng không con trai cô sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng nói của lão Triệu Nha truyền ra, tôi nhìn thấy cảm xúc trên mặt mẹ không hề thay đổi chút nào, nhưng lại nghe lời, gật đầu với lão Triệu Nha. Không ngờ mẹ tôi thế mà lại hiểu được tất cả. Nhưng tại sao mẹ lại không nghe lời tôi? Lẽ nào, Bạch Cương này thực sự không phải mẹ tôi sao? Tất cả những việc này chuyển biến quá nhanh, khiến tôi không có cách nào tiếp cận nổi. Cảm xúc trong lòng tôi hỗn độn vô cùng, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lão Triệu Nha đã bắt đầu vung cuốc, tiếp tục đào mộ của ông nội tôi lên. Tiếng cuốc đập vào đất từng tiếng rót vào tai tôi. Lúc này tôi tuyệt đối không dám động đậy. Bạch Cương trước mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Hạ Vân bên cạnh hình như đang trị thương. Nếu tôi làm trò linh tinh, Bạch Cương tuyệt đối sẽ động tay với chúng tôi. Đến lúc đó tôi bị thương là việc nhỏ. Nếu như lại liên lụy đến Hạ Vân đang trị thương khiến cô ấy tiếp tục chịu thêm đả kích, vậy tình hình chỉ càng thêm nghiêm trọng. Nhìn lão Triệu Nha từng cuốc vung xuống mộ phần của ông nội, trái tim tôi như thắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Lão già chết tiệt này, không ngờ lão ta lại không chút kinh sợ nào. Tôi hối hận không thể trực tiếp xông lên, liều mạng một sống một còn với lão ta. Nhưng tôi biết, tôi không thể và không nên như vậy. Hình. Đột nhiên, một âm thanh giống như tiếng cuốc đập vào nắp quan tài vang lên. Trái tim tôi cũng theo đó mà đập nhanh hơn, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng. Chết rồi, đào tới cổ quan tài rồi. Không lâu sau, tôi nhìn thấy lão Triệu Nha khom người xuống, bất ngờ một tiếng hô từ trong miệng lão phát ra. Chết rồi, tại sao lại đứt mất rồi? Tôi không hiểu lời của lão già này là ý gì. Nhìn vào Bạch Cương trước mắt, ánh mắt của cô ta vẫn chưa từng rời khỏi tôi và Hạ Vân. Sắc mặt của Hạ Vân vẫn đang rất khó coi, xem ra bị thương không hề nhẹ. Sau đó, chính vào giây phút này, một âm thanh trầm đục đột nhiên vang lên. Thùng! Thời khắc âm thanh này truyền tới, cả người tôi đưa ra, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh này. Giây tiếp theo tôi phát hiện, âm thanh đó truyền ra từ trong quan tài của ông nội. Lúc đầu tôi cho rằng có lẽ bản thân đã gặp ảo giác, nhưng khi nhìn thấy thân thể cứng ngắt không một lời nói của lão Triệu Nha bên cạnh, tôi mới biết bản thân không hề nghe nhầm. Thùng! Lại là một tiếng nữa vang lên, lần này càng rõ ràng hơn, chính xác là tiếng động từ trong quan tài ông nội. Âm thanh giống như có người đang từ bên trong, dùng tay gỗ lên trên nắp quan tài. Lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào lão Triệu Nha, phát hiện khi âm thanh đó truyền ra, cả người lão ta đang run lên cầm cập, cứng đờ tại chỗ, không hề tiếp tục động tác nào nữa. Lúc này, Bạch Cương cũng cảm nhận được động tĩnh, đi tới bên cạnh lão Triệu Nha. Thùng! Lại là một tiếng vang nữa. Hơn nữa lần này tôi có thể cảm nhận được, ngay cả nắp quan tài cũng bật lên một chút.
Lão Triệu Nha lần này đột nhiên đứng thẳng người lên. Đôi mắt của Bạch Cương nhìn vào Lão Triệu Nha trước mặt, sắc mặt của lão ta cũng trở nên u ám, lên tiếng nói với Bạch Cương: "Thứ này muốn ra ngoài, chúng ta trốn đi trước đã, đến lúc đó tìm biện pháp khác." Sau đó, đối với lời nói của Lão Triệu Nha, Bạch Cương vẫn giữ nguyên khẩu miệng lạnh nhạt, tiếng nói khàn khàn lập tức lại vang lên: "Con ta, con của ta." Vừa nói, Bạch Cương vừa đưa tay chỉ vào quan tài của ông nội, thật ra hướng cô ta chỉ xuống là thứ nằm dưới quan tài ông nội. Trong lòng tôi bỗng chốc kinh sợ, lẽ nào, thứ bị đè dưới quan tài của ông nội thực sự là con trai của Bạch Cương sao? Đồng thời cũng là vị chính chủ trong miệng ông Văn. Nhưng rốt cuộc có liên quan gì trong chuyện này? Bạch Cương không phải là mẹ tôi, hiện tại lại có thêm một đứa con của cô ta, chính là chủ nhân của ngôi mộ nhỏ. Lúc này tôi nhìn thấy trong mắt của Lão Triệu Nha đã xuất hiện một tia hoảng loạn, lão cất lời trông rất vội vàng: "Mau đi thôi, nếu như cô muốn con cô không xảy ra chuyện gì." Nói xong, Lão Triệu Nha trực tiếp xoay người, biến mất vào trong màn đêm tĩnh mịch. Vừa nói tới con, Bạch Cương lập tức đơ ra, cuối cùng, cô ta nhìn lướt qua chỗ quan tài của ông nội một cái, vẫn là quay người đuổi theo Lão Triệu Nha. Sau khi Lão Triệu Nha biến mất không lâu, tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất giống pháo hoa, trực tiếp hướng lên trên trời, phát nổ trên không trung. Tôi cũng không để ý nhiều, nhìn qua Hạ Vân đang trị thương một cái, bèn đi đến cạnh quan tài của ông nội. Mặc dù biết âm thanh kỳ lạ vừa rồi là truyền ra từ trong quan tài của ông nội, nhưng tôi vẫn không sợ hãi. Tôi khom người, muốn xem quan tài của ông nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âm thanh đó không ngờ lại dọa Lão Triệu Nha và Bạch Cương chạy mất. Vậy là Lão Triệu Nha sợ ông nội tôi. Trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc, tôi ngồi xổm xuống và chờ đợi ở bên cạnh quan tài. Nhưng ngồi rất lâu, tôi vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào giống như lúc trước truyền ra. Tôi nhìn thấy tấm vải đỏ buộc quanh quan tài của ông nội lúc này đã bị đứt đôi. Tôi nhớ thứ này lúc đầu là do Lão Triệu Nha buộc lên quan tài của ông nội. Mặc dù không hiểu tác dụng gì, nhưng chắc chắn lão già Triệu Nha kia tuyệt đối không vô duyên vô cớ buộc nó lên trên quan tài. Hơn nữa, tôi đột nhiên nghĩ đến tiếng hô lúc nãy của lão ta, xem ra thứ lão kinh ngạc chính là tấm vải này. Chính vào lúc này, tôi thấy Hạ Vân đã đứng bên cạnh mình. Sắc mặt của Hạ Vân đã tốt hơn rất nhiều, nhưng chắc cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Đây là vải buộc thi, thứ đồ chuyên dụng của những người cản thi. Giữa lúc cản thi, dùng tấm vải này buộc lên thi thể. Chỉ cần vải không đứt, thi thể sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi nghe lời của Hạ Vân liền gật đầu. Chính vào lúc tôi đứng thẳng người dậy, đột nhiên một tiếng soạt soạt truyền tới từ đằng sau. Tôi và Hạ Vân vội vàng quay đầu lại nhìn, thì ra là bố. Lúc này, cả người bố ướt sũng mồ hôi, thở hổn hển đi đến trước mộ phần của ông nội. Nhìn thấy quan tài của ông nội đã bị đào lên, còn có cả tôi và Hạ Vân cũng ở đây, bố sốt ruột lên tiếng: "Đã xảy ra chuyện gì, tại sao mấy đứa lại ở đây?" Tôi đem sự tình kể lại hết cho bố, riêng đối với việc tôi và Hạ Vân ở đây, tôi chỉ nói thấy bố mãi chưa về, cho nên mới đi tìm, vì thế mới vô tình gặp phải Lão Triệu Nha đang đào mộ. Nghe thấy quan tài của ông nội vẫn chưa đụng vào, bố thở phào nhẹ nhõm, sau đó bố trực tiếp nhặt cái cuốc lên, bắt đầu lấp đất lên mộ ông nội. Ông dừng tay, dặn dò bọn tôi: "Chúng con mau về trước đi, tối nay bố nhất định phải ở đây trông chừng một đêm." Nghe thấy vậy lòng tôi chùng xuống, đưa mắt nhìn Hạ Vân. "Hạ Vân, cô mau quay về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây cùng bố. Dù sao cô cũng bị thương rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt." Hạ Vân không do dự, liền đồng ý với tôi, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tôi không tiễn Hạ Vân. Cho dù lúc này cô ấy có bị thương, nhưng cũng chắc chắn vẫn mạnh hơn tôi. Tôi có tiễn hay không căn bản cũng chẳng có tác dụng gì. Nhìn thấy bóng lưng của Hạ Vân đã biến mất, tôi lúc này mới quay đầu, nhìn bố, thấp giọng hỏi: "Bố, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?"